Chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Trong một video em chia sẻ về cái loại dược liệu rễ cao treo thì có rất nhiều câu hỏi đến từ cô bác và anh chị về cái công dụng quý của cái dược liệu này đối với việc mà chữa các cái bệnh về sinh lý, yếu sinh lý ở nam giới. Đây cô bác và anh chị, em xuống cái bờ cao thì hôm nay nó chưa có ra nhiều cái rễ cao mới đây. Cái rễ cao treo thì cô bác và anh chị mình sẽ sử dụng cái phần làm dược liệu, đó là cái phần rễ mà nó mới ra, nó có màu hơi trắng hoặc là nâu như thế này. Mình không nên dùng những cái loại mà nó đã chuyển qua màu đen thì nó sẽ mất cái dược tính rồi. Mình lấy những cái rễ mới như thế này nhé. Y học cổ truyền thì rễ cao treo nó có tính ấm, có tác dụng cải thiện cái sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh. Vì thế nên là được sử dụng như một loại dược liệu dành riêng cho việc cải thiện cái khả năng sinh lý của nam giới. Tác dụng của cái loại dược liệu này đối với đời sống tình dục đó là nó hỗ trợ tăng ham muốn, hưng phấn, tăng cái thể lực, tăng cái sự dẻo dai và giúp cho nam giới có cái thể lực sung mãn, hỗ trợ cải thiện cái chứng liệt dương, xuất tinh sớm. Bên cạnh đó thì theo nghiên cứu của y học hiện đại, rễ cao treo nó cũng có chứa các cái hoạt chất alkaloid, công dụng cải thiện cái tuần hoàn máu, tăng cái lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể. Ngoài ra thì cái dược liệu này nó cũng rất là dồi dào vitamin và khoáng chất, từ đó nó giúp bồi bổ cơ thể, giảm thiểu cái rối loạn cương dương, hỗ trợ kéo dài cái thời gian quan hệ. Ngoài cái công dụng đối với sinh lý nam thì rễ cao treo nó còn có một số các cái công dụng như là tẩy giun sán, diệt ký sinh trùng trong cơ thể, chữa đầy hơi, chứng bụng, cải thiện cái chức năng của hệ tiêu hóa, giảm sưng phù, tích nước và làm tiêu mụn nhọt. Và sau đây thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị cái cách mình có thể sử dụng cái loại dược liệu này để điều trị yếu sinh lý tại nhà bằng cách rất là đơn giản. Đầu tiên đó là cô bác và anh chị mình chỉ cần lấy cái rễ cao này ở dạng tươi hoặc khô, mình xắt nước mình uống. Đây là cái cách rất là đơn giản và không phải kết hợp với một số các cái nguyên liệu khác. Mình chỉ cần sử dụng khoảng nắm nhỏ cái rễ này tương đương với khoảng 2 đến 30 gram. Mình cho với khoảng 500 ml nước lọc và mình rửa sạch cái dược liệu. Sau đó thì mình xắt nước lên, mình lấy nước đó mình uống. Kiên trì sử dụng trong vòng nửa tháng thì cô bác và anh chị sẽ thấy được cái kết quả của cái việc dùng cái dược liệu này mang lại. Cô bác và anh chị có thể sử dụng cái dược liệu này theo cái cách thứ hai, đó là mình có thể mang mình ngâm rượu. Cái cách này thì được rất nhiều cô bác và anh chị mình lựa chọn, tại vì là nó mình chỉ cần ngâm một lần và mình uống. Cứ như vậy thì mình không cần phải nấu hoặc là sơ chế nhiều. Thì cô bác và anh chị mình cũng sẽ lấy cái rễ cao này về, sau đó thì mình rửa sạch, phơi khô và mình ngâm với cái rượu 4 đến 50 độ cồn. Cứ hai rễ cao tươi là 2 kg thì mình sẽ ngâm với 4 lít rượu rượu trắng. Ngâm trong vòng khoảng 1 tháng thì cô bác và anh chị có thể bắt đầu sử dụng. Mỗi ngày thì mình chỉ sử dụng khoảng 30 ml. Không nên sử dụng quá nhiều, chỉ sử dụng trong bữa ăn, không nên sử dụng khi bụng còn đói. Ngoài cái cách xắt nước uống và ngâm rượu từ cái rễ cao này thì cô bác và anh chị cũng có thể sử dụng cái rễ cao này bằng cách mình kết hợp với một số dược liệu khác để chữa yếu sinh lý. Bước tiếp theo đó là mình có thể kết hợp cái rễ cao và rễ của cây trầu không. Nó sẽ giúp tăng cường cái lưu thông khí huyết, làm thông kinh mạch, mở rộng các cái mạch máu. Từ đó thì nó giúp cải thiện cái tình trạng rối loạn cương dương, hạn chế xuất tinh sớm. Bên cạnh đó thì bài thuốc nó còn giúp chống viêm kháng khuẩn, giảm tiểu bút, tiểu rắt ở nam giới. Cô bác và anh chị mình sẽ sử dụng khoảng 15 gram cái rễ cao non. Rễ trầu thì mình cũng dùng 15 gram và mình xắt với khoảng 500 ml nước lọc. Đến khi còn khoảng 250 ml thì mình sẽ tắt bếp và gạn lấy cái phần nước đó mình uống 2 lần sáng và chiều. Thêm một bài thuốc nữa, cô bác và anh chị có thể kết hợp rễ cao non 15 g, thục địa 40 g, ba kích 40 g, củ mài 40 g, quế 15 g và 5 thìa mật ong. Tất cả các nguyên liệu kia thì cô bác và anh chị mình đem mình sao thơm, sau đó thì mình mang mình tán nhỏ và cho thêm mật ong và trộn đều. Sau đó vo thành viên hoàn, mỗi ngày thì mình sẽ sử dụng khoảng 3 đến 4 viên bằng cái đầu ngón tay hoặc là đầu đũa. Sử dụng trong 2 tháng liên tiếp thì nó sẽ có cái kết quả rất là hiệu quả.
Cô bác và anh chị mình nên kiên trì khi sử dụng cái bài thuốc này, không những nó giúp hỗ trợ cái khoản đó cho cô bác và anh chị mà nó còn giúp cho cô bác và anh chị tăng cường cái sức khỏe và thể lực rất là tốt. Vậy là trong video ngày hôm nay em đã chia sẻ đến cô bác và anh chị một số các cái bài thuốc để mình có thể sử dụng cái rễ cao treo này một cách hiệu quả và rất là đơn giản. Cô bác và anh chị hãy quan tâm và ứng dụng vào đời sống nhé.